Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 10 năm 2012. Tấn Chương kính chào quý vị. Singapore ủng hộ bản thảo Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông do Indonesia soạn thảo, lạm phát tăng tại Việt Nam và 4 chiếc tàu Trung Quốc đi vào vùng biển đang tranh chấp với Nhật Bản. Là những tin đáng chú ý liên quan đến Việt Nam hôm nay cùng với nhiều tin tức quốc tế khác. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore ông K. Shanmugam ủng hộ bản sơ thảo số 0 Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, do Indonesia đề xuất để giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa tại Yogyakarta hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Singapore nói rằng Bộ Quy tắc này là một khung sườn hữu ích và rất nhiều công sức và nỗ lực đã được thực hiện cho Bộ Quy tắc này. Ông cảm ơn Ngoại trưởng Marty và Indonesia về những nỗ lực đó. Indonesia đã khởi xướng việc hình thành Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC, bao gồm các biện pháp xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết mâu thuẫn trong trường hợp xảy ra xung đột hoặc sự cố để ngăn tránh tình hình trở nên xấu hơn. Bản thảo của Bộ Quy tắc ứng xử đã được chuyển đến cho các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hồi đầu tháng 10. Ngoại trưởng Shanmugam nói rằng bản thảo số 0 của Bộ Quy tắc là một khởi đầu tích cực và ông hoan nghênh những nỗ lực của Indonesia tìm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền lãnh hải liên quan đến 6 nước, trong đó có 4 thành viên ASEAN. Ngoại trưởng Indonesia nói rằng bản thảo này cần phải được thảo luận và cân nhắc cho phù hợp. Ông Marty nói nguyên văn rằng, chúng tôi muốn khởi động chương trình nhưng không muốn áp đặt ý tưởng. Ông nói thêm rằng đại diện của ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thái Lan tuần tới để đưa ra các ý kiến cho bản thảo số 0 này. Mức giá tiêu dùng trong tháng 10 tại Việt Nam tăng với tỷ lệ cao nhất so trong 4 tháng qua, khiến cho công tác hoạch định chính sách của chính phủ càng gặp nhiều khó khăn hơn trong lúc kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng chậm. Số liệu thống kê của chính phủ đưa ra hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 7% so với cách đây 1 năm, tức cao hơn mức tăng 6,48% của tháng 9. Tính theo tháng thì chỉ số giá tiêu dùng của tháng 10 này tăng 0,85% so với tháng 9. Tờ The Wall Street Journal nói rằng chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam có thể tăng đến 8% trong năm nay, đúng như dự báo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra hồi đầu tuần này. The Wall Street Journal trích lời kinh tế gia Vương Quân Hoàng của tổ chức nghiên cứu DSVB Research ở Hà Nội nói rằng lạm phát tăng trong 5 tháng qua do chính phủ cho phép giá cả trong ngành giáo dục và y tế tăng. Nhưng tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ tăng chậm lại trong tháng 11 và tháng 12, bởi không có tác nhân nào khác đẩy giá cả lên, trong lúc mức cầu hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế nội địa đang yếu đi. Một loạt đợt tăng mạnh lãi suất bắt đầu hồi năm 2011 đã chặn được lạm phát từng lên đến mức đỉnh là trên 20% hồi năm ngoái. Nhưng đồng thời các biện pháp đó cũng kéo chậm lại tăng trưởng kinh tế. Trong phát biểu hồi đầu tuần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ và cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ đạt mức 5,2% so với mức 5,9% của năm ngoái. Và đó cũng sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam kể từ năm 1999. Các số liệu này được đưa ra vào lúc Quốc hội Việt Nam đang nhóm họp kéo dài cả tháng và đang bàn luận đến nhiệm vụ điều chỉnh lại kế hoạch phát triển kinh tế cho cả nước. Mức cầu trên thị trường Trung Quốc và Tây Phương giảm đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, hệ thống ngân hàng bị chìm ngập trong nợ xấu. Kinh tế gia Vincent Conti của ngân hàng ANZ mới đây đưa ra nhận định trong một nghiên cứu nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn có thể cắt lãi suất thêm 0,1% nữa trong quý 4 để thúc đẩy tăng trưởng. Ông nói tiếp rằng gánh nặng nợ nần xấu của hệ thống ngân hàng theo những con số chính thức là dưới 10%, còn theo các nhà phân tích độc lập thì lên đến 15%, sẽ ảnh hưởng đến các chính sách tiền tệ và khiến cho ngân hàng không muốn cho vay.
Nhật Bản cho biết có 4 tàu của chính phủ Trung Quốc vào vùng biển gần những đảo đang tranh chấp do Tokyo kiểm soát tại Biển Đông Trung Hoa, vào lúc sự tranh chấp lãnh thổ giữa hai cường quốc châu Á đang kéo dài. Động thái này gây nên một phản đối mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả lại nói rằng những tàu này đang thực hiện những cuộc tuần tra thường lệ để gìn giữ chủ quyền của nước này. Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell thảo luận sự đối đầu hôm thứ Năm tại Tokyo với các giới chức cao cấp Nhật Bản. Ông nói nguyên văn rằng, chúng tôi thảo luận về tầm quan trọng phải đảm bảo mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc được phục hồi và cải thiện. Và đây là lợi ích thiết thực nhất, không chỉ cho người dân của cả hai quốc gia, nhưng cho tất cả mọi người ở châu Á-Thái Bình Dương gồm cả Hoa Kỳ. Tuần dương Nhật Bản nói những tàu hải giám Trung Quốc hiện diện vài giờ đồng hồ trong khu vực 22 km chung quanh những đảo này hôm thứ Năm. Nhật Bản nói đây là lần đầu tiên trong 3 tuần lễ tàu Trung Quốc đi vào khu vực Nhật Bản xem như là lãnh thổ của nước này. Tuần trước, hai bên đã bí mật có những cuộc thảo luận tại Thượng Hải để giải quyết những tranh chấp các đảo này nằm trong khu vực giàu trữ lượng cá và dầu khí. Truyền thông Nhật Bản hôm thứ Năm loan tin là đang chuẩn bị vòng đàm phán kế tiếp vào tuần tới để giải quyết vụ đối đầu. Tháng trước, ông Campbell nói, những tranh chấp về nhóm đảo Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư rõ ràng nằm trong phạm vi của Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản, bắt buộc Hoa Kỳ phải trợ giúp Tokyo nếu bị tấn công. Nhiều người tại Bắc Kinh không hài lòng với việc họ xem là thiên lịch của Washington liên quan đến chủ quyền những đảo này. Đô trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, người có tinh thần dân tộc mạnh mẽ, thường làm nước láng giềng Trung Quốc nổi giận, nói ông từ chức để thành lập một đảng chính trị mới trước cuộc tổng tuyển cử. Ông Ishihara phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm là ông có kế hoạch tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử lẽ ra phải được tổ chức vào tháng 8. Ông là một dân biểu của đảng Dân Chủ cấp tiến trong gần 14 năm trước khi trở thành đô trưởng Tokyo, thành phố lớn nhất Nhật Bản. Ông nói, tôi tin tôi là người duy nhất có thể làm một cái gì đó về nhóm đảo Senkaku và đã đưa việc này vào dự án cá nhân của tôi. Đây là một dự án quan trọng. Nếu chúng ta không theo đuổi việc này, mọi việc sẽ sụp đổ. Trước đây, trong năm ông làm Bắc Kinh nổi giận bằng cách đe dọa mua và phát triển một nhóm đảo mà cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều nhận chủ quyền. Các nhà phân tích nói hành động này khiến Thủ tướng Yoshihiko Noda quốc hữu hóa một số đảo, làm cho suy giảm nghiêm trọng mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Một nhóm công dân Nam Triều Tiên hôm thứ Năm đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên các thứ thuốc men và quần áo đang rất cần tại miền Bắc đang bị cô lập. Chính phủ miền Nam cho phép Hội đồng Triều Tiên vì hòa giải và hợp tác với Bắc Triều Tiên đáp ứng lời kêu gọi của Bắc Triều Tiên xin được trợ giúp sau khi nhiều cơn bão quét vào miền Bắc gây lụt lội nghiêm trọng. Cử tri này có thể sẽ nhận được một sự hồi đáp thận trọng, bởi vì về mặt lý thuyết, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Phi thuyền Soyuz của Nga chở phi hành đoàn quốc tế 3 người đã kết nối thành công vào trạm không gian quốc tế. 3 thành viên mới của phi hành đoàn gồm 2 người Nga và một nhà du hành vũ trụ của NASA gia nhập đoàn thám hiểm 33 sau khi phi thuyền Soyuz kết nối vào trạm không gian quốc tế vào sáng thứ Năm. Phi thuyền Soyuz là phương tiện duy nhất để đưa các phi hành gia tới trạm không gian quốc tế kể từ khi Hoa Kỳ cho ngưng hoạt động đội phi thuyền con thoi hồi năm 2011. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng bị cuốn vào hiện tượng nhạc rap Psy. Hôm thứ Ba, ông đã nhảy kiểu Gangnam độc đáo ngay tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York. Nói chuyện với các nhà báo, ông Ban Ki-moon nói hơi ganh tị với Psy, người đồng hương của ông, và ông đùa than phiền rằng việc tiếng tăm của Psy đang nổi lên như cồn trên toàn cầu, có nghĩa là giờ đây ông không còn là người Hàn Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới nữa. Ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thường ngày rất nghiêm trang, lại tỏ ra thật cởi mở để Psy dạy ông những bước nhảy trở thành phổ biến nhờ video kiểu Gangnam đã được 530 triệu lượt người xem trên kênh YouTube. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 10 năm 2012. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên IOR Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam, được phát lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng ngày hôm sau. Ngay sau bản tin thời sự lúc 7 giờ sáng là chương trình dạy tiếng Anh của Đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể theo dõi tin tức và các chương trình
radio và video của đài VOA trên trang nhà voatiếngviệt.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Tấn Chương kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong bản tin lần tới.